Vâng, thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay Bộ Y tế có công văn yêu cầu tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ gửi Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố. Với tinh thần sớm một bước, cao hơn một mức của Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị Y tế các địa phương đẩy mạnh giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, các cơ sở khám chữa bệnh và các sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh, xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng. Đặc biệt lưu ý các trường hợp có triệu chứng tiếp xúc với người nghi ngờ mắc bệnh. Bên cạnh đó, các địa phương cần tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về giám sát, chăm sóc, điều trị, phòng chống lây nhiễm bệnh đậu mùa khỉ. Bộ Y tế cũng yêu cầu các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra, không để bị động, sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp thu dung điều trị, phòng chống dịch. Cùng với đó, các địa phương cần cung cấp thông tin liên lạc của các cơ sở y tế dự phòng, cơ sở khám chữa bệnh, đơn vị tiếp nhận thông tin về bệnh đậu mùa khỉ để người dân dễ dàng tiếp cận khi cần khai báo và tư vấn.